Loạt phóng sự được bảo trợ bởi Dầu vàng trường thọ Nanochise, giúp giảm đau, sản xuất tại Hoa Kỳ, đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO. Văn phòng Andrew Lê, chuyên cung cấp các dịch vụ sang tên chủ quyền xe, nhà, mobile home, living trust, quỹ đầu tư chắc nịch, ít rủi ro, phân lời ổn định. Sau 2 ngày lên đên trên biển thì sáng hôm nay tàu đã tới. Nước biển mênh mông, không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha. Thời gian lao đi vun vút, cơ hội để báo hiếu cha mẹ cứ thu hẹp dần. Mà chúng ta thì quá bận rộn. Hãy để chiếc ghế World No. 1 Medical Massage Chair của công ty Luraco chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ quý vị. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ khởi. Sùng thương quá. Giờ đây, tàu HQ561 đã vừa mới thả neo ngay bên cạnh đảo Sinh Tồn Đông. Chúng ta thấy phía sau đó, đúng vào lúc mặt trời vừa mới mọc. Và bây giờ thì chúng ta xem cái cảm xúc của những người hành khách trên tàu, đặc biệt là những người lần đầu tiên có dịp đến với Trường Sa. Sau 2 ngày lên đến trên biển, tàu của Hải quân HQ561 vừa mới neo lại ngay khu vực của đảo Sinh Tồn Đông vào vừa lúc bình minh lên. Chúng ta có thể thấy phía sau đó với xa xa là đảo Sinh Tồn Đông hiện rõ. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe những cảm xúc của những người đã đợi 2 ngày nay, đặc biệt là những người lần đầu tiên có dịp đến với Trường Sa. Tôi cảm nhận như là mình đã về đến đất liền, đến cái mảnh đất của mình, đến quê hương của mình. Và trên cái không khí biển và đảo thật là thú vị. Và tôi mặc dù đã đến đây cách đây 8 năm, nhưng hôm nay như quay lại cái mảnh đất thương yêu của mình, nó xúc động, cực kỳ xúc động. Anh Nguyễn Quang Vân cũng từ Ba Lan mà lần đầu tiên đến với Trường Sa, lần đầu tiên thấy cảnh tượng trước mắt như thế này. Anh có cảm xúc như thế nào? Tôi cảm xúc như là đã được về tới nhà mình, hòn đảo Sinh Tồn Đông thật là linh thiêng, thềm lục địa của mình trên lãnh thổ Việt Nam. Rất là xúc động. Nhìn vào đảo như vậy thì anh thấy như thế nào? Một hòn đảo cực kỳ là đẹp và sinh động. Tôi thấy thật là tuyệt vời. Đất nước mình có những cái hòn đảo nó mang cái giá trị về kinh tế và rất là thiêng liêng cho cái đất nước. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đó là những cảm xúc rất mới của những người lần đầu tiên tới với Trường Sa và lần đầu tiên sau 2 ngày nhìn thấy hòn đảo đầu tiên trong hải trình này, đảo Sinh Tồn Đông. Tàu thả neo và sắp sửa đưa đoàn khách vào thăm đảo. Và đúng là có một cái sự thu xếp rất là cẩn trọng để mà mọi người được đánh thức và được nhìn thấy đảo ngay vào cái thời điểm mặt trời mọc. Phó trưởng đoàn cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, anh
cũng là một hành khách ở trên tàu Hải quân HQ 561. Sau 2 ngày lênh đênh trên biển giờ đây đã cập bến. Anh cho biết một số cảm xúc thưa anh. Rất vui là sau 2 ngày chúng ta đã đặt chân được đến cái một trong những cái là phần lãnh thổ xa xôi nhất của Việt Nam. Thì các anh cũng thấy là trải qua 2 ngày chúng ta đi mất 2 ngày thì chứng tỏ là các chiến sĩ ở đây cũng sẽ là những người mà rất là vất vả. Nhưng mà cũng thấy anh nhìn thấy là các chiến sĩ cũng rất kiên trung. Đấy. Rồi gọi là bám và giữ được một cái đảo rất là xanh. Rất là xanh. Chúng ta nhìn thấy và chúng ta sẽ có cái dịp và chứng kiến tận mắt trong vòng một số phút tới khi chúng ta từ thuyền để đi vào trong đảo. Thì phải nói rằng là đây là một cái cảm xúc rất là mãnh liệt khi được đến thăm phần lãnh thổ của xa xôi của đất nước. Và chúng tôi hy vọng là bà con sẽ được tận mắt chứng kiến thấy cái cuộc sống sinh hoạt cũng như là cái tinh thần sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ ở trên đảo trong thời gian tới. Đây là lần thứ mấy anh tới với Trường Sa rồi thưa anh? Dạ, đây là lần thứ hai sau gần 20 năm. Anh cũng là gọi là phó trưởng đoàn và đồng thời cũng là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Anh hy vọng mà với cái chuyến đi này thì những người tham gia, đặc biệt là những người Việt kiều từ nhiều nước trên thế giới sẽ mang lại cho họ những điều gì? Có lẽ là chúng tôi cái điều hy vọng lớn đó là gì? Đó là để bà con được tận mắt chứng kiến được tất cả những cái khó khăn gian khổ và cũng chứng kiến được cái thành tựu trong cái công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước chúng ta. Và cái chúng tôi mong muốn là gì? Là bà con với cái việc về Việt Nam tham gia cái chuyến hành trình, bà con đã thể hiện cái lòng yêu nước của mình đối với cái phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, thì bà con tiếp tục lan tỏa cái tinh thần yêu nước đó trong cộng đồng và kể lại cái câu chuyện khi bà con được chứng kiến cho những người khác, cho những bà con cộng đồng khác, để bà con ngày càng gắn bó thêm đối với cả cái mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều và hy vọng là sẽ ghi nhận được ý kiến của anh trong suốt chuyến đi ạ. Dạ. Tôi là lần đầu tiên trên chuyến đi ra quần đảo Trường Sa này và bây giờ hiện nay thì đang sắp sửa vào đảo Sinh Tồn Đông. Thì trong quá trình đi và cho đến giờ phút này thì tôi cảm nhận thấy là thứ nhất là cái biển trời của đất nước ta rất là đẹp, mênh mông. Đây là cảm xúc thứ nhất. Cảm xúc thứ hai là tôi cảm nhận được tất cả những cái gì quý giá của tấm lòng của tất cả mọi người dân Việt Nam ta đối với biển đảo. Thứ ba là thấu hiểu nổi cái cuộc sống, cái sinh hoạt, rồi cái quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước ta trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Có lẽ là không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình ảnh của Trường Sa, nhưng mà chắc chắn đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình ảnh Trường Sa bằng chính mắt thường của anh chứ không phải qua hình ảnh. Bây giờ anh quay lại anh nhìn một lần nữa cái phần đảo đó và anh cho biết cái anh thấy như thế nào khi mà nhìn một cách gọi là trực tiếp như vậy, nó có khác gì với lại anh khi mà anh nhìn trên hình ảnh hay không? Đó, anh tiến ra đó anh coi cho nó rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy gọi là Trường Sa qua mắt của chính mình chứ không phải qua hình ảnh. Anh ngắm kỹ một lần nữa và anh cho biết cái cảm xúc của anh ạ. Đúng là lần đầu tiên nhìn tận mắt thấy cái quần đảo, trong quần đảo Trường Sa thì tôi nhận thấy là mặc dù là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như toàn thể đồng bào trong nước như ngoài nước, nhưng nhìn quang cảnh thì tôi thấy là cái nó còn thiếu thốn nhiều lắm. Đấy, rất thiếu thốn rất nhiều trong sinh hoạt cũng như trong cái việc củng cố để phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Giờ đây thì mặt trời đã lên một chút, đoàn khách đang chuẩn bị để có thể xuống tàu, xuống xuồng và đi vào đảo. Chúng ta có thể thấy đảo Sinh Tồn Đông đang hiện ra rất là sinh động trước mắt của chúng ta. Ánh sáng chiếu trên mặt nước long lanh như vậy đó. Phía bên kia chúng ta thấy có những cái chiếc tàu nhỏ nhỏ đằng xa đó, những chiếc tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang ở đó, thì không biết là nó là bình thường hay là khi cảm thấy có đoàn khách tới đây thì là như vậy. Bây giờ thì mọi người bắt đầu đi xuống để ăn một bữa sáng cho ấm bụng và bắt đầu xuống xuồng để mà vào tham quan trên đảo. Chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận những hình ảnh ngay trên đảo Sinh Tồn Đông vào 2024 nó có gì khác, và cũng như là đặc biệt ghi nhận cảm xúc của những người đến với Trường Sa, đặc biệt là những người lần đầu tiên đến với Trường Sa qua đảo Sinh Tồn Đông này. Mọi người tiếp tục theo dõi phóng sự của Phobosa TV ngay tại quần đảo Trường Sa, đảo đầu tiên là đảo Sinh Tồn Đông. Chúng ta thấy có một chiếc tàu kiểm ngư của Việt Nam ở phía đằng xa xa kia. Được cho biết rằng là các tàu kiểm ngư của Việt Nam thường hay đi tuần ở khu vực. Hết chiếc này đi thì về thì có chiếc khác ra để luôn luôn có sự theo dõi khu vực vùng biển này. Các đồng chí phóng viên báo đài, chỉ rằng đang chuẩn bị báo cáo pha xuống đường vào đảo. Anh em chuyển đồ đã. Anh chị nào phóng viên báo đài mời anh chị xuống trước. Đấy, bác phóng viên mời bác xuống trước. Cảm ơn em. Còn anh chị phóng viên báo đài nào mời anh chị xuống trước. Tiếp theo thì chị đã sau luôn chị. Dược sĩ. Rồi, anh ơi, anh đưa cái đồ này xuống đằng trước. Anh đứng xuống dưới giúp em cái. Để mình tắt nghiệp cho chị đó. Rồi, mời chị. Đi đây, qua đây chị. Chị chưa đi, chưa đi chưa. Bước. Chị lên trên ngồi đi, chị vào trong ngồi đi. Giờ đây thì nhóm phóng viên đã được ưu tiên cho lên tàu đầu tiên, xuồng đầu tiên để vào đảo ghi nhận những hình ảnh cho những chiếc tàu sau, cho những chiếc xuồng sau, cùng với là một số những vật phẩm quà tặng vân vân. Đây các phóng viên, đây chiếc xuồng đầu tiên. Rồi. Xuồng đi xa dần tàu 561. Và tiến gần tới Sinh Tồn Đông. Như vậy là chiếc xuồng đầu tiên đang đưa nhóm phóng viên vào trước ở trên đảo Sinh Tồn Đông để còn có thể ghi nhận được những hình ảnh của những chiếc xuồng sau. Chúng tôi ghi nhận có nhiều cơ quan truyền thông trong nước như là Vietnamnet, VTV tất nhiên và một số những cơ quan truyền thông khác nữa. Xa xa kia thì chúng ta đã thấy có những người lính hải quân đang chờ đợi và đón tiếp. Đây là những chiếc cọc gọi là để mà ngăn chặn những cái đường
của tàu có thể vào một cách không cho phép. Nước biển Trường Sa luôn luôn trong và tới đáy luôn. Sinh Tồn Đông là một những đảo trong quần đảo Trường Sa. Tôi cũng đã có dịp tới đây trong những chuyến đi trước để xem lần này có những gì thay đổi hay không. Tất nhiên những cái sự xây dựng thì khó mà có thể định đoán trước. Có những cái có thể thấy được và những cái có thể không thấy được. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Này, cái xe này cứ để nguyên hiện trạng không mà kéo về với chỗ này. Vâng ạ. Phân hữu cơ để bón cây. Những món quà tặng rất là đa dạng, từ những cái món vật dụng nhu yếu phẩm hàng ngày cho tới kể cả phân hữu cơ, vân vân. Mọi thứ đều được tặng ra các đây. Quỹ Cầu Vồng, kiều bào Hàn Quốc và công ty BioWay Việt Nam kính tặng. Tất cả những thứ vật phẩm tặng đối với lại Trường Sa đều rất là quý giá. Từ những món nhu yếu phẩm hàng ngày cho tới các loại phân bón trồng cây, tất cả mọi thứ đều cần cả. Phố Busa TV cũng được chủ nhân của Nanochise Longevity Oil, tức là dầu Trường Thọ, gửi tặng một số dầu cho những chiến sĩ ở trên Trường Sa. Đây là những chậu nước và khăn đã được để sẵn để mà gọi là ai lên mà nóng đổ mồ hôi là có để sử dụng ngay. Mà cái chuyện nóng và đổ mồ hôi ở trên đảo thì lại rất là thường xuyên. Những hành khách đầy hứng khởi được tới với Sinh Tồn Đông. Tất cả mọi người đều được đeo áo phao một cách an toàn và cẩn thận. Khi lên luôn luôn được những người lính ở đây đỡ để mà lên cho nó an toàn. Rất nhanh chóng hết chuyến xuồng này, vừa thả khách xong thì di chuyển ngay ra để chiếc khác có chỗ tấp vào ngay lập tức.
các công ty du lịch mà làm ăn lẻ được như thế này chắc là mau giàu. Hiệu lệnh của mấy ông nhiếp ảnh gia, nhờ mọi người giơ tay vẫy chào. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem gọi là cái tiến trình nhiều bước của một chiếc xuồng vào đảo như thế nào. Đầu tiên thì xuồng sẽ theo gọi là cái dấu hiệu của người hướng dẫn ở đây với hai cây cờ để có thể đi vào bãi một cách an toàn, không bị có lẽ là vướng với lại mấy cái đoạn đá ngầm ở dưới. Đây. Đây, thêm một chiếc xuồng sắp cập bến và chúng ta sẽ quan sát tiến trình nhiều bước của chiến xuồng này. Các nhiếp ảnh gia này hơi thu xếp một tí, nhưng mà không sao. Tàu cập bến đầu tiên là một chiếc dây thừng ở đầu mũi sẽ được quăng vào. Đấy. Một cách thành thục như vậy và để xác định cái mũi, và sau đó một chiếc dây thừng ở phía đuôi cũng quăng vào để mà có thể cố định chiếc xuồng kéo vào. Đấy. Và bắt đầu những người lính bắt đầu bắt đầu đỡ từng người lên. Những người khách không có kinh nghiệm thì thường hay rất là excited và nhảy lên, nhưng mà phải đợi cho chiếc tàu ngưng hẳn hoặc là kéo ga vào. Đấy. Nắm tay từng người đưa vào. Những người vào rồi thì lần lượt cởi áo phao ra. Tiếp tục từng người nhanh chóng được đỡ vào. Người khỏe cũng như người yếu đều qua một cách an toàn và dễ dàng.
nếu theo đúng cách. Lên tới nơi được hỗ trợ để mà cởi áo phao một cách nhanh chóng. Áo phao thu lại từng bó và sẽ được thảy trở lại trên xuồng. Đó. Bao nhiêu áo phao thì thảy lại bấy nhiêu. Và những chiếc dây thừng được tháo ra, tàu lại tiếp tục rời bến, xuồng tiếp tục rời bến để mà đi đón những nhóm khách khác. Đó là một cái tiến trình gọi là nhiều bước của việc xuồng cập bến và đưa khách lên. Và khi trở ra cũng vậy, sẽ đi như thế nào để không có bị vướng vào những cái khu vực đá ngầm hoặc là san hô bên dưới được đánh dấu. Tiếp tục theo ám lệnh của người hướng dẫn, thêm một chiếc xuồng bắt đầu cập bến. Tàu vừa kéo 3 hồi còi, được biết là để đón vị thủ trưởng, đó là người đứng đầu trong chuyến đi. Đồng chí Lê Đức Anh, phân đội trưởng phân đội 3. Đồng chí Đoàn Văn Nương, trợ lý hậu cần.
Chúc các đồng chí khỏe. Chúc thủ trưởng khỏe. Chúc thủ trưởng khỏe. Chúng ta thấy trên chiếc xuồng này có anh Nick Úc, phóng viên chiến trường, đã từng tới quần đảo Trường Sa, đảo Nam Yết vào năm 1974, giờ đây 73, giờ đây sau 51 năm anh có dịp trở lại. Cảm xúc của anh sẽ như thế nào? Chào anh Nít Cúc. Cuối cùng thì đã có thấy anh ở một cái chiếc xuồng gọi là gần như là chiếc xuồng cuối rồi. Lần đầu tiên mà gọi là 52 năm trở lại thì anh sáng nay anh đã nhìn thấy Sinh Tồn Đông. Trung Quốc đẹp tèo, rất mười mấy chiếc tàu của Trung Quốc đang nằm ở khơi. Em thấy nhiều lắm. Lúc mặt trời hoàng hôn giờ lo xuống thấy một cái đảo Việt Nam rất là hay. Thành những cái hình ảnh quý của em. Lần đầu tiên bước lên đảo như thế này anh cảm thấy như thế nào? Anh đi đảo Trường Sa không phải ra đảo này đâu. Thì đảo nào cũng thấy thay đổi hết. Mấy cái đảo này hồi xưa đâu có được vậy. Không? Trước khi ra anh có hình dung là đảo nó như thế này không? Anh đã nhìn trên tàu rồi, anh thấy rồi. Thì một cái đảo nhỏ. Rồi sau đó anh nhìn bên trái anh một cái tàu Trung Quốc. Và cái đảo của Trung Quốc. Thành ra chụp close up rất là gần. Thì những hình ảnh này rất quý cho em. Chúc cho anh sẽ có một cái chuyến tìm hiểu trên đảo ngày hôm nay thật là đầy đủ và bổ ích. Đúng rồi, anh sẽ tìm tất cả những cái đảo mình sắp tới, còn 4 cái nữa phải không? Đó, thì anh sẽ tìm tòi tất cả hết. Xin mời anh. Đó là anh Nick Úc với những cái cảm giác nóng hổi, cảm xúc nóng hổi. Đây là khu vực cấm đi. Cái nào chỗ nào khu vực cấm thì mình đừng tới mình chụp. Đúng rồi. Không. Thấy thì nhìn thấy đó. Cái nào mình có gì mình làm cái trang vậy. Đúng rồi. Phải bảo vệ đất nước chứ. Người ta làm đúng nguyên tắc mà làm. Đúng rồi. Những cái gì mà cấm thì mình không nên làm. Lãnh đạo đoàn đang thăm cũng như là cầu nguyện ở chùa Sinh Tồn Đông.
chứng đành được thế tôn hôm nay nhé. Tại đạo tràng chùa Kinh Tồn Đông, thường trụ tại đạo Sinh Tồn Đông, quân đạo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa nước Việt Nam. Hiện có đoàn công tác số 11 mà do tín chủ Phạm Văn Luyện, chuẩn đô đốc phó chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân, cùng các đại biểu thuộc quân chủng hải quân, cơ quan bộ ngoại giao, ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, đài truyền hình Việt Nam, tạp chí Điện Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên báo đài, Quảng Lâm Bảo Điện, cung đội Phật tiền chỉ thành đột nén tâm hương dân ít lệ phẩm, nguyện cầu chư Phật gia hộ Việt Nam bờ cõi thịnh trị an vui, mưa hòa gió thuận chúng sinh an lạc, hiện tiền đệ tử chúng đáng thống trẻ tâm an, tập bệnh tiêu trừ công việc hành thông các tường như ý, Nam mô hướng cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Tín chủ kiền thành dâng hương lên án đây là cột mốc của đảo Sinh Tồn Đông. Tất nhiên đây là một cái địa điểm check in, rất nhiều người mà vào thì không thể không check in với những cái cột mốc ở trên các đảo. Đảo Sinh Tồn Đông với vĩ độ 09-54-09 north bắc và kinh độ 114-33-51 east, tức là đông. Đây có lẽ là tấm bảng để mà cập nhật tin tức, có thể nói là tờ gọi là Daily ở trên đảo Sinh Tồn Đông Daily, với những bản tin đầy đủ là tin tức thế giới, tin trong nước, tin đơn vị, bảng chấm điểm thi đua trong ngày. Một lần nữa có thể xem đây là tờ Sinh Tồn Đông Daily, tờ Sinh Tồn Đông hàng ngày cập nhật tin tức thế giới, trong nước và đơn vị. Đầu tư
Từ 7 giờ 45 đến 10 giờ, 500 điều khiển phục vụ cán bộ chiến sĩ trên đảo và toàn công tác tham đảo trong thời gian quan công điều khiển. Đúng 10 giờ, toàn công tác về tàu đi thăm đảo Bến Lao. Đến thăm cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn Lâm, hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí chuẩn đô đốc Phạm Văn Huyền, bí thư đảng ủy cục chính trị, phó chủ nhiệm quân chủng quân trường Bắc Bắc. Của người chiến sĩ hải quân, chúng tôi nỗ lực xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác. Tàu của ta quản lý tốt khu vực phân công, chủ động phát hiện sớm, đánh giá đúng tình hình, xử trí đúng đối sách, tham mưu báo cáo kịp thời về sở chỉ huy các cấp, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ đảo, gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy tốt, thực hành kỷ luật bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, đảo luôn quan tâm làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, khám chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng trên đảo, đồng thời thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ, cấp cứu ngư dân, trong đó cấp cứu, cấp phát thuốc, hướng dẫn điều trị cho 63 lượt người, hỗ trợ lương thực thực phẩm với giá trị 6 triệu 490 nghìn đồng và 7 khối nước ngọt. Khi ngư dân vào khu vực đảo tránh trú do thời tiết giông bão dài ngày, toàn đảo tích cực khắc phục những ảnh hưởng không thuận lợi của điều kiện thời tiết, tổ chức trồng rau xanh bảo đảm cho nhu cầu của bộ đội, khai thác có hiệu quả hệ thống năng lượng sạch, bảo đảm cơ bản đủ về điện nước sinh hoạt cho bộ đội. Kính thưa thủ trưởng, kính thưa toàn thể các đồng chí, trong những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, sự ủng hộ động viên của các địa phương, các tổ chức dân chính đảng trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ chiến sĩ được nâng lên, đó là sự động viên to lớn thôi thúc cán bộ chiến sĩ trên đảo dù trong hoàn cảnh nào cũng không ngừng học tập rèn luyện, đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tập trung xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, phấn đấu sức danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, thực hiện tốt chương trình Hải quân Nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, xứng đáng với niềm tin, tình cảm của đồng bào cả nước dành cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Thay mặt cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm của Thủ trưởng và các đồng chí trong đoàn công tác số 11 đã vượt trùng khơi hàng trăm hải lý đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ trên đảo. Kính chúc Thủ trưởng và các đồng chí trong đoàn công tác sức khỏe, hạnh phúc, có chuyến công tác thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trinh trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, phó chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân, trưởng đoàn công tác lên phát biểu động viên cán bộ chiến sĩ. Trân trọng kính mời thủ trưởng. Đồng chí đã luôn giữ vững thực hiện tốt đề nếp chế độ sinh hoạt đảng và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trên đảo
rất là chặt chẽ và hiệu quả. Qua tôi nắm qua đồng chí chính trị viên đảo thì thấy là đồng chí duy trì đảng và tổ chức hoạt động sinh hoạt cho bộ đội về tinh thần rất là chặt chẽ, rất là hiệu quả. Thay mặt cho đoàn công tác đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của cán bộ chiến sĩ đảo chúng tôi đã đạt được trong thời gian qua. Thế còn thời gian tới thì tôi đề nghị các đồng chí cấp ủy chủ huy rồi cán bộ chiến sĩ của đảo một số các nội dung để các đồng chí quán triệt và tổ chức thực hiện cho nó tốt. Trước hết thì đề nghị các đồng chí luôn quán triệt và nhận thức đúng cái tình hình nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp là của đảng, của lữ đoàn 16 và luôn luôn quan triệt đây là cái nhiệm vụ số 1 quan trọng để làm sao tất cả cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Mặc dù chúng ta còn có những khó khăn, ta đứng chân ngay ở một cái địa bàn ví dụ như nhìn trong nguy cơ thôi, cái điều kiện của họ rất là khang trang về cơ sở vật chất, nhưng mà chúng ta đừng lấy cái đó để mà so sánh, để mà có những việc này khác làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Thế đây đề nghị là các ông chí bán cho tốt nhé. Đất nước mình còn khó khăn, đảng nhà nước thế rồi bộ quốc phòng thế rồi cấp ủy chính quyền của các địa phương thế rồi kể cả kiều bào chúng ta ở ngoài cũng luôn hướng về các cái vị trí chúng ta đang giữ, nhưng mà do cái điều kiện kinh tế của chúng ta còn hạn hẹp thì các ông chí phải bán cái này thôi. Đặc biệt là cao chí cấp ủy chủ yếu là rồi làm sao mà để cho cán bộ không có cái hôm nay không có cái dấu hiệu gì về tư tưởng về thoái hóa cái thứ hai nữa là đề nghị cao chí duy trì và tổ chức huấn luyện. Huấn luyện thì huấn luyện trong mọi tình huống, trong mọi trạng thái, kể cả ban ngày và ban đêm, kể cả là thời tiết nắng mưa buồn. Đấy, cái này thì chúng ta cố gắng nha, đồng chí đạo trưởng, đồng chí ủy viên, đồng chí đạo, chứ đừng có lơ là. Chúng ta bất kể nhát và bất đạo này. Cái điều kiện mà để phục vụ cho chúng ta phòng thủ đảo và cũng luôn sẵn sàng và đầy đủ, chúng ta đủ tiềm lực để phòng thủ. Thế thì muốn làm được cái này thì đồng chí phải huấn luyện cho tôi rất mọi tình huống. Không phải chúng ta chỉ có ban ngày đâu, tình hình nó phức tạp thì có khi là đối phương người ta nhằm vào những cái lúc mà mình sợ, ví dụ như ban đêm, ví dụ như là thời tiết ở đây thì có cũng mùa gió bão rất là kinh khủng, có cao đấy các điều gì đấy. Thế nên là như vậy thì chúng ta phải tổ chức luyện chúng ta chặt chẽ hiệu quả. Cái thứ ba nữa là chúng ta vẫn phải giữ vững cái nền đấy, cái nguyên tắc lãnh đạo là trong mọi tình huống bất di bất dịch, chúng ta là cơ chế đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp được hoàn tất cấp độ, thì ở đây chúng ta cũng phải tất tật mọi thứ các chính phải đưa ra cấp ủy chỉ huy để bàn thảo đi đến thực hiện, chứ không được là chỉ huy trưởng rồi chính trị viên quyết rồi thực hiện, nó rất là sai phạm về mặt nguyên tắc. Thế rồi nó dễ dẫn đến những cái sai, thế rồi nó dễ dẫn đến mất đoàn kết. Mất đoàn kết ở đây thì các ông chí xa đất liền, xa sự chỉ huy, cho là nữ hoàng của vùng để làm việc rất là khó khăn. Việc các ông chí cũng làm đấy là cái xây dựng nội bộ đoàn kết. Cái thứ tư nữa là yêu cầu các ông chí phải có thực hiện, không tiếp tục thực hiện tốt các cái chương trình hoạt động của hải quân. Đây chúng ta là cũng có tàu thuyền của các ngư dân ở trong nước, nhưng rồi kể cả những trường hợp bất chắc của nước ngoài mình vẫn phải có cái xử trí cho nó đúng nhé, không được xảy ra cái từ gọi chơi nó tẩy nóng những sự kiện đấy từ cái việc bé nó chén con rồi lúc chúng ta không kiểm soát được và họ nói lên tôi cũng sẽ có cái gì mà ảnh hưởng đến an ninh, ảnh hưởng đến chủ quyền, chúng ta phải chặt chẽ. Chúng
kiên quyết đổi cứng đầy. Những cái gì mà hoạt động những xảy ra chúng ta cần cứu hộ, cần cứu nạn là chúng ta phải thực hiện cho nó tốt. Để làm ra một cái hình ảnh của bộ đội cụ hồ, hình ảnh của mọi người chia sẻ hơn. Và chính cái này nó là cái tác nhân rất tốt để chúng ta xây dựng cái hòa bình, xây dựng ổn định ở khu vực và trực tiếp và trên vùng biển chúng ta đang ổn định. Cái ý cuối cùng ấy thì để vì đó chính là thực hiện tốt người ta cái chế độ bảo hàng. Cái này là đôi khi chúng ta sử dụng những cái gì mà chúng ta giải quyết được ngay thì thôi, nhưng những cái gì khó khăn không sợ thì thích. Một lần nữa xin chúc tất cả các chí cán bộ chiến sĩ của đảng cùng các chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào. Xin trân trọng cảm ơn quý đồng chí công an. Chúng tôi đón Phạm Văn Luyện có thể cho biết những cái điều dặn dò của ông đối với lại các chiến sĩ ở trên đảo và vì sao có những lời dặn dò đó ạ? Có lẽ căn cứ vào cái đặc điểm tình hình của khu vực biển tại đây, đây là lãnh đạo từ cấp tốc luôn căn dặn cho cán bộ chiến sĩ đóng quân trên các điểm đảo ở quần đảo Trường Sa nói chung và sinh tồn đông nói riêng là phải luôn quán triệt tốt đường lối của đảng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và phải xử trí đúng các tình huống khi mà xảy ra sự kiện. Thứ hai là cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ trên đảo phải luôn nhận thức đúng về tình hình, không được có cái thái độ cực đoan so sánh để làm ảnh hưởng đến tư tưởng, ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng huấn luyện bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thứ ba là yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải luôn thực hiện tốt các chỉ thị đã đang thực hiện. Ví dụ như là Hải quân Việt Nam làm biểu tượng nhân dân vui tươi đặc biệt, Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, mọi người thực hiện tốt cái hoạt động cứu hộ cứu nạn đối với các tàu thuyền hoạt động ở khu vực cận đảo để làm sao tạo ra môi trường hòa bình ổn định, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ. Ông có nhắc tới cái vấn đề cái vị trí địa lý của sinh tồn đông, vị trí địa lý đó nó tạo nên cái sự khác biệt gì cho nhiệm vụ của đảo sinh tồn đông ạ? Có lẽ thì căn cứ vào cái tính chất phức tạp ở tại khu vực biển thì là cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải luôn đề cao cảnh giác để sẵn sàng đối phó với mọi thứ xảy ra, nhưng phải đúng đối sách, đúng cái sự khí mà đảng nhà nước quân đội trung ương phòng không để không để cho tình hình phức tạp đi nóng thêm làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên khu vực biển. Cái việc mà xảy ra cái sự xung đột là không ai mong muốn, nhưng mà nếu mà nó có xảy ra điều đó nhỏ hay là lớn thì cái nguyên tắc của sự đối xử
đối phó của phía Việt Nam là gì ạ? Trong cái xử trí các cái tình huống trên biển thì cái xuyên suốt của chúng ta là làm sao để giữ được cái chủ quyền. Thứ hai là phải giữ được cái môi trường hòa bình. Sẽ khi mà tình huống có vấn đề gì xảy ra nó khó khăn hoặc không phức tạp thì phải theo con đường hòa giải. Chứ không được là ta không được là có những cái hành động nó gây phức tạp cho tình hình. Khi đó thì khi đó mình sẽ có cảm giác là làm các cái việc. Ở đây thì có 68 kiều bào từ 22 nước, nhưng mà ngoài kia rất đông kiều bào cũng quan tâm. Thì ông có điều gì để nhắn gửi tới những người kiều bào không có dịp tới đây nghe cái trực tiếp ngày hôm nay? Chủ trương của Đảng Nhà nước luôn là có cái chính sách đường lối đối ngoại nói chung và với kiều bào của chúng ta ở khắp các nơi trên thế giới. Mong muốn kiều bào của chúng ta ở nước ngoài thì luôn hướng về Tổ quốc, nhận thức đúng được cái vai trò vị trí của biển đảo Việt Nam và trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Thứ hai là cũng mong muốn bà con có cái hoạt động trước hết là tuyên truyền rộng khắp để cho 6 triệu kiều bào của chúng ta ở 130 quốc gia trên thế giới nhận thức sâu hơn và có trách nhiệm hơn đối với sự nghiệp biển đảo của Tổ quốc. Và cái thứ ba là cũng mong muốn qua các chuyến đi này thì đồng bào cũng quan tâm hơn đến cái sự nghiệp xây dựng và nói chung và cố gắng là bằng Việt Nam của mình để xây dựng đất nước ngày càng mạnh hơn để cái tiềm lực quốc phòng của chúng ta vững chắc và một trong những cái truyền thống rất đặc đó là mỗi khi đi qua các đảo thì người khách đi thăm từ mọi nơi, đặc biệt là các kiều bào cũng không ngoại lệ, có những món quà tặng cho người lính, những người sĩ quan trên đảo. Và đây là những cái món quà của công ty Nanochise, dầu vàng Trường Thọ từ California sản xuất đến USA, nhờ với một số vị để gửi tặng tới các sĩ quan và các chiến sĩ trên đảo xin tổng đồng như là các đảo còn lại trong chuyến đi. Nhưng đây thì xin hỏi là vị kỷ nguyên đảo sổ phần số bệnh viện có thể cho biết là cái việc mà quà tặng mọi người tới khi tới thăm có bao giờ cái đảo tới không? Đối với những số vào các kiều bào liên quan đến đảo của cả nước, ok, nhận thấy rằng đây là sự động viên to lớn của Việt Nam chúng tôi, nơi biển biên của Tổ quốc luôn giữ chắc tay vững để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam. Không được thì những cái vật phẩm không được sản xuất, không được là cái gì? Không được thì những sản phẩm bảo quản các thì chúng ta vào cả nước như là vào ra ở nước ngoài cũng được cho cả đàn về trong đó cũng rất tinh thần, đặc biệt là lúc khó khăn thì nhà chúng tôi là nó phải cải thiện thêm phần học
có những cái món nào mà thật là sự là nếu mà mình tặng họ thì bốn món đó nó thật sự là tặng được cái sự cần thiết của Chúng ta đã được những món quà mình đem tặng nó vô vàn mọi thứ, từ bánh kẹo cho tới điện máy, và cho tới thậm chí là phân bón. Rồi giờ đây hôm nay chúng ta đã có dầu vàng Trường Thọ, Made in USA của công ty dầu vàng Trường Thọ. Hy vọng là cái này nó cũng góp phần làm cho cái đời sống của các sĩ quan cũng như là những người lính trên đảo một phần nào dễ chịu hơn một tí. Và cái này thì chúng tôi điều kiện trên đảo là rất là nhiệt, cái tặng nhiệt nó không cái mùa thời tiết chuyển hóa đấy là những cái này thì sức khỏe cảm ơn rất nhiều. Đây chúng ta có thể thấy nè, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam, công ty kẹo thạch Bonjana Hoàng Quốc tặng cán bộ chiến sĩ quần đảo Trường Sa. Đây là tặng kẹo đấy, và những món này không biết bên trong là cái gì, rất nhiều món hà đồ quà tặng khác nhau. Tình hình sinh hoạt, vui chơi, giải trí, làm việc của những người lính và sĩ quan trên đảo có những điều gì mà một vị chỉ huy đảo có thể chia sẻ với lại mọi người, thưa anh? Ngoài cái nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi ra thì chúng tôi cũng tổ chức cho các hoạt động vui chơi, giao lưu bóng thuyền, bóng đá, văn nghệ, văn hóa, văn nghệ, tạo không khí sôi nổi trong cuộc sống cho anh em. Chẳng hạn như là trong những cái ngày nghỉ thì chúng tôi tổ chức hát karaoke hoặc tọa đàm những cái câu những cái vấn đề đang sôi nổi của xã hội. Đấy. Ngoài ra thì lọc vào đấy là những chương trình văn nghệ, anh em hát cho nhau nghe. Thế thì còn vấn đề mà gọi là những cái hoạt động thường ngày của mọi người thì chắc là có một cái vấn đề quan trọng nhất là tập luyện, cũng như là luôn luôn cảnh giác đề phòng những cái phức tạp xảy ra. Khi có những cái vấn đề đó thì cái chủ trương, cái phương cách để mình đối phó là gì ạ? Cái này chúng tôi là phải chủ tham sự chỉ đạo của trên. Nói chung là nếu như mà nói ra đó nó dài dòng và nó nhiều chi tiết rất là khó nói. Rất nhiều bà con ở nước ngoài quan tâm, mặc dù là ở cái góc nhìn này hay góc nhìn khác, nhưng mà đều quan tâm tới vấn đề biển đảo. Thì là một người chỉ huy đảo ngay tại đảo Sinh Tồn Đông, để mà nói trực tiếp với lại những người kiều bào ở xa, chỉ huy sẽ nói gì ạ? Vâng, tôi xin hứa với đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, thế hệ chúng tôi sẽ luôn vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà cha ông ta đã dày công để lại. Và để nối tiếp chương trình, xin được mời quý vị cũng như các chiến sĩ ở trên đảo Sinh Tồn Đông. Những cánh tay của chiến sĩ đang ở đâu ạ? Có thể giơ cao lên và đung đưa theo tiếng đàn bầu của chúng tôi không ạ?
Sau cái bức ảnh đấy thì các cái gọi là phản chiến nổi lên ở phần đúng thứ rất là mạnh ở các quốc gia chủ gia đình từ Âu Mỹ có đi qua đấy chưa? Dạ có chưa khi mấy cụ ngồi đứng nói chuyện tào lao đủ thứ cho qua ngày đó mà chung ở Nam hay ở Bắc ạ? Ở Nam Cali hay là Bắc Cali? Nam Cali. Nam Cali. Bắc bệnh quá ngoài mà hư. Thì coi mấy nó dậy ngủ rồi. Ok, chúc cho nhiều sức khỏe nha. Đó. Nick dự định nhận về làm kỷ niệm ha. Bao nhiêu lâu như biển. San hô là một cái gọi là một cái loại sinh vật rất là tiêu biểu ở các cái đảo Trường Sa.
thấy nhiều lắm, có lúc khi mình thấy rùa biển là... cái giống cái dậy sớm thì thấy rùa biển. Tới Trường Sa mà không nhặt một vài mảnh đá, một vài mẫu đá mang về làm kỷ niệm thì cũng thật là phí. Đây chúng ta thấy có những cái mẫu đá rất là nhiều như thế này dưới đây. Đây là một vài mẫu đá nhặt về làm kỷ niệm cũng như là tặng cho những người nào may mắn. À, những mẫu san hô, mẫu đá san hô. Qua nhiều thời kỳ khác nhau tạo ra những hình thù khác nhau. Nhưng có điểm chung là nó từ cái lãnh thổ của các đảo ở Trường Sa. Rất là nhiều đá cho nên chúng ta chỉ lựa những mảnh nào có hình thù gọi là đặc biệt một tí. Đây. Những cái hình thù này mọi người nhớ nhé, sẽ được lựa ra để tặng khán thính giả Formosa TV. Đây. Cái nữa, cái này giống như cái nhẫn nè. Đó, cái này từ con ốc cho nên ra giống như cái nhẫn đó. Đây, chiếc nhẫn gọi là tự nhiên. Người nào sẽ may mắn sở hữu chiếc nhẫn này trong những ngày tới. À, chúng ta có thêm một chiếc nhẫn nữa. À, hai chiếc nhẫn thiên nhiên dành cho khán giả phố Sơn Vi gọi vào. Đang nhặt nhặt mảnh mỡ, những mảnh mẫu nhỏ nhỏ thôi cho nó mang cho nó dễ. Này giống như là một cái bàn tay nè. Về hôm 22 YouTube hả không? Dạ. Em là từ đoàn nào? Em đoàn Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Dạ. Bạn ở Hàn Quốc này đã từng tới Trường Sa trước đây chưa? Dạ, em đi lần đầu. Lần đầu hả? Dạ. Lần đầu hôm nay là vô cái đảo đầu tiên là Sinh Tồn Đông. Dạ. Thì bạn nhìn thấy đảo rồi bây giờ và bên trong đảo rồi bây giờ lại còn đi nhặt san hô trên đảo nữa. Dạ. Thì nhìn thấy đảo như vậy thì có thấy khác gì so với lại là mình nhìn trên hình ảnh không? Thật sự là cũng không có nhiều hình ảnh này là có trên mạng ấy. Cũng là lần đầu tiên đang thì cũng rất là thiêng liêng. Càng thì view Tổ quốc mình nhiều hơn nữa. Những cái viên này nhặt được sẽ dự định sẽ để ở đâu và làm gì? Cái này thì em sẽ là kỷ niệm ở nhà. Kỷ niệm để ở nhà trưng bày cũng kỷ niệm ở nhà. Cảm ơn bạn. Hành khách từ Hàn Quốc cũng là một khán giả Phong Sa TV. Đấy, những mảnh này. Người nào mà nói là nhặt là mất hết đá của Trường Sa thì đừng có lo, con bò trắng răng. Cái răng con bò sẽ không bao giờ trắng, cũng như là đảo Trường Sa sẽ không bao giờ hết. Mấy cái viên đá nhỏ nhỏ này. Thì sắp sửa các chiếc xuồng bắt đầu đưa người ra trở về lại. Đấy. Ở đây. Viên đá Trường Sa. Anh Nick Úc đang mê man tới cái thú nhặt đá Trường Sa. Đi rất là xa phía bên kia. Wow, chiến lợi phẩm của anh Nick Úc rất là nhiều. Những cái loại ốc.
nguyên tắc như thế nào là có ốc nào mà anh lựa mà có ốc nào anh không lựa? Thế nào là đẹp? Anh thấy quang cảnh cũng như là không khí ở trên đảo như thế nào? Tới giờ trở lại tàu, cho nên là chúng ta sẽ chia tay Sinh Tồn Đông ở đây để đi tiếp tới một đảo khác, cũng như là tối nay thì sẽ có chương trình gọi là tưởng niệm ở ngay trên bon tàu. Chương trình một tưởng niệm nhiều lần tôi được tham gia, nó rất là ý nghĩa và nhiều người thường hay cảm động khi mà tham gia chương trình này. Đây tàu mình đây rồi. Tôi là Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam, và cùng đi với tôi là cô Nguyễn Thị Thiên Hương, giảng viên ở trường Đại học Malaysia, dạy môn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ạ. Và chúng tôi ở trong ban chấp hành của Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi đảo Trường Sa, rất là xúc động, rất cảm động ạ. Cô giáo cho biết rằng là lần đầu tiên đi tới thì có cái cảm xúc như thế nào? Lần đầu tiên từ sáng sớm đó, khi mà vừa nghe như là cô phát thanh viên ở trên tàu thì khi mà phát thanh thì thật sự là bọn em đã cảm thấy rất là xúc động. Và khi mà được đến thăm đảo Sinh Tồn Đông của mình đó, thì thật sự em cảm thấy đúng đây là cái ngọn đảo mà ở giữa biển khơi, và đây là ngọn đảo mà giống như là do trời đất tạo nên. Và em cũng chỉ hy vọng rằng là tất cả các chiến sĩ ở đây có thể vững tay súng và có thể như là luôn luôn giữ được các lời kiên cường để mà bảo vệ hoàn toàn hai vị tới lần đầu, có nghĩa là lần đầu tiên thấy bằng chính mắt mình, nhưng mà chắc hẳn là đã nhìn trên thấy sách vở hình ảnh nhiều rồi. Thế thì gọi là so sánh cái việc mà mình nhìn thấy bằng mắt thật so với lại hình ảnh thì có thấy cái gì khác không? Cảm xúc gì khác không? Dạ, chúng tôi thì tuy là lần đầu tiên đến đây, thế nhưng mà chúng tôi cũng đã truyền tải cái tình cảm của bà con ở Malaysia đến đóng góp một phần cho chương trình xanh hóa Trường Sa, và thực sự là rất là cảm động ạ. Và giữa là sách vở cũng như là các cái kênh truyền hình và thực tế thì chúng tôi thấy rất là đúng ạ. Và giữa một cái biển trời như thế này có một hòn đảo Sinh Tồn Đông, các chiến sĩ ngày đêm để bảo vệ Tổ quốc, thì chúng tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ rằng bà con kiều bào chúng tôi dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi cũng hướng về quê hương đất nước, hướng về biển đảo, hướng về các chiến sĩ và nhân dân ở biển đảo Trường Sa. Còn cô giáo thì sao? So với lại ở những hình ảnh trong sách vở thì hôm nay tới đây tận mắt chứng kiến, tận chân mình bước lên đây đó, thì thấy có gì mới khác với lại so với lại mình nhìn trên hình ảnh không? Dạ, thật ra là nghĩa là em là một giáo viên dạy văn thì em đã từng huy động tất cả những cái mỹ từ, nghĩa là khi mà để dạy các cháu ở trên lớp á, là để nói về Trường Sa. Thế nhưng mà những cái từ đấy thì chưa bao giờ mình cảm nhận thật sự,
Và đến khi mà được trên cái con tàu để mà đặt chân đến đây á, thì em mới cảm nhận được cái màu xanh thẳm của nước biển, cái màu xanh của bầu trời như thế nào. Và đặc biệt là đến đây thì em cảm nhận được cái nắng thiêu đốt nó thực tế là nó như thế nào. Chứ nó không như là mình cứ nói là rất là nắng, rất là nóng và nắng như thế nào đấy, thì mình sẽ không thể nào mà mình cảm nhận được nếu như mình thực sự là đến đây và mình phải trải qua, mình phải có được những cái trải nghiệm đó thì vô cùng quý giá. Và em nói thật là, nghĩa là từ trước giờ em cứ đọc, em cứ cảm thấy là mọi người cứ đi ra đây thì rất là dễ xúc động. Thì em cũng không nghĩ rằng là, không biết là vì sao mà có được những cái cảm xúc đó. Thế nhưng thật sự mà nói là khi tham gia cái chuyến hải trình này thì đi đến đâu nghe bất kỳ điều gì thì cứ nghe là bắt đầu mình cảm thấy là thật sự là cái xúc động thật sự là. Đó là những cảm xúc mà mình được trải nghiệm thật sự, chứ không phải là thông qua sách vở hay là thông qua nghĩa là những câu chuyện hoặc là những cái trường thực tế như thế nào. Cô giáo nói đôi chút về cái lớp hoặc là cái chương trình tiếng Việt hoặc là cái lớp, những cái lớp tiếng Việt mà cô giáo dạy ạ. Dạ, như là khi mà chuyển, như là trước đây thì em dạy chuyên văn ở trường chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà chuyển sang Malay thì em dạy ở tiếng Việt cho các cháu trong cộng đồng người Việt tại Malaysia. Thì là trung tâm đại, cái câu lạc bộ tiếng Việt đấy là do chính chị Trần Thị Trang là người lập nên. Và bọn em là cố gắng nghĩa là chuyển tải tất cả, lưu giữ cho các cháu những cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, để các cháu không chỉ là có thể giao tiếp được với ông bà cô chú bác tại Việt Nam, mà quan trọng hơn là thông qua đó thì bọn em lồng ghép ở đấy là dạy các cháu những lời chào hỏi, rồi cao hơn nữa là những cái văn hóa của Việt Nam, tất cả những cái giá trị, những cái vẻ đẹp của Việt Nam, để các cháu sẽ biết yêu, biết quý. Và đặc biệt là thông qua những cái chương trình, những cái ngày kỷ niệm lớn mà hướng về đất nước, ví dụ như là Tết Trung Thu, Giỗ Tổ Hùng Vương hay là Tết truyền thống đó, thì là các cháu đó là chính là cái nôi để các cháu có thể tìm về với những cái giá trị cội nguồn của mình. Cuối cùng thì cô giáo cũng như là chị ở đây có điều gì để nói với là những người Việt kiều ở nhiều nơi khác mà không có dịp mà ghé ở đây tham gia cùng với đoàn? Dạ, rất mong là kiều bào ở tất cả mọi nơi trên thế giới, như là kiều bào Việt Nam, hãy thử một lần, như là đến với Trường Sa để cảm nhận được tất cả những cái thiêng liêng của vùng đảo, biển đảo Tổ quốc của mình, để thêm yêu, thêm quý và cũng như là trân trọng tất cả những người đã hy sinh, những cái chiến sĩ đã hy sinh tất cả, nghĩa là gia đình, những cái niềm vui cá nhân, tất cả những cái, nghĩa là để có thể ở đây và có thể giữ gìn toàn vẹn cái lãnh thổ cũng như là cái vùng biển đảo quê hương. Dạ vâng, và chúng tôi cũng muốn truyền tải lại những cái tình cảm của các chiến sĩ biển đảo đối với bà con kiều bào ở nước ngoài, và cái tình cảm của bà con kiều bào ở nước ngoài đối với dân và quân của biển đảo Trường Sa. Chúng tôi cũng muốn là lan tỏa cái tình yêu thương để mọi người chúng ta cùng nhau hướng về quê hương đất nước và hướng về biển đảo Trường Sa. Cảm ơn hai vị rất nhiều ạ. Vâng, chúc cho một chuyến đi vui vẻ trong những ngày còn lại. Những cánh tay vẫy chào lưu luyến luôn luôn được thấy mỗi khi một chuyến thăm chấm dứt. Bây giờ thì tàu bắt đầu thu neo để tiếp tục hành trình đi
Landau cách đây khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ.